Anh em ơi, đây là cặp vợt cực kỳ hot của nhà Yonex trong phân khúc tầm trung, đó là Yonex Adshock Nectar. Thì cái video của mình đã review cây Nanoflare Nectar rồi, thì dòng Nanoflare nó là dòng cao cấp, nhưng cái dòng Nectar thì lại tầm trung. Nhưng dòng Nanoflare nó là cây thiên về tốc độ, phản tạt, nó nói chung là về linh hoạt và nhanh. Thì dòng Adshock lại là dòng về mạnh anh em nhé. Và cặp Nectar của Adshock này sẽ là cây vợt tầm trung của nhà Yonex cho những anh em thiên công, thích công. Đấy, vì Adshock nó thuộc phân khúc Power trong cái bảng bản đồ biểu đồ của Yonex mà. Ok. Thì trước mặt anh em đây là hai cây vợt, nó có cái gam màu trầm tính lắm anh em ạ. Cái mặt nạ của nó cũng nói lên cái kiểu màu như vậy anh em, xanh lá kết hợp với đen. Đó, thì nó khá trầm tính. Đây anh em ơi. Đó, nó là cây Adshock Nectar rất đẹp nhá. Đó. Màu đen khỏe khoắn kết hợp với màu xanh lá đậm tạo cho cái cây vợt màu trầm tính, nhưng mà không quá tối anh em ạ. Cầm lên nó có cái gì rất là đặc biệt. Nếu như cây Nectar của Nanoflare, dòng Nanoflare thì nó là màu trắng, thì cây Adshock này nó lại là màu đen. Đẹp không anh em ơi? Và sở hữu công nghệ nắp chụp LK Plus mẫu mới nhất, da rất đẹp và trau chuốt anh em nhé. Đó. Đây nó ghi là Adshock này, Nectar này, đúng không? Màu là black với màu gì đây, K là không biết là màu gì. Đó, để chúng ta có thể thấy được toàn diện cây vợt nhá, để mình quay gần hơn chút. Đế này là đế vẫn là chính hãng nhưng không có chữ Japan, bởi vì sao hàng này được sản xuất tại, mình nhớ không là mà là Đài Loan anh em ạ. Đài Loan anh em nhá. Và đây là hàng nội địa của Đài Loan anh em nhá. Đây trên nắp trụ EPCAP nó cũng thể hiện này. Lô sản xuất vào ngày mùng 10 tháng 4. Tiếp theo là 13 này là thị trường Đài Loan nha anh em nhé. Tiếp số 4 này là năm 2024, và 2 này là dây chuyền 2 nha anh em nhé. Đó, 13 thì là thị trường Đài Loan, 01 thì là mã SP, 12 hay là 15 nhỉ, 12 thì là Trung Quốc, còn 35 thì là Nhật Bản. Đó, thì cây này là thuộc nội địa Nhật Bản, nội địa Đài Loan. Đây chúng ta thấy là made in Taiwan đây. Ok. Còn chữ Nectar này sẽ viết cách điệu đi chút, rất đẹp anh em ạ. Đây và chữ Adshock. Cây vợt nó khá đơn điệu nhưng nhìn lại không đơn giản. Đấy, rất gì đó, rất có cái riêng của dòng Nectar. Cái khung vợt này của nó thiết kế theo kiểu khí động học, mình lại liên tưởng tới nó rất giống cái khung vợt của dòng Leaning Turbo Chugging 80 anh em ạ. Đấy, dòng giống dòng vành vợt của Turbo Chugging. Đó. Thấy nó khá giống đấy. Khi động học và cái mặt vợt nó cũng thon thon như vậy anh em ạ. Cây vợt này tổng chiều dài của nó sẽ là 675 mm, nó sẽ bình thường là 665 nhưng mà đây là 675. Nó dài hơn một chút anh em nhá. Đó, cây này thì anh em đánh đơn đánh đôi đều ok. Về màu sắc thì chúng ta miễn bàn đi. Còn anh em nào mà lo là vợt fake các thứ thì cứ qua shop Mark Badminton, các bạn sẽ được kiểm tra. Cách kiểm tra vợt chính hãng có thước đo luôn. Đây, tối và sáng này anh em này. Tối này, sáng. Đó. Thì yên tâm, bên mình chuyên bán hàng chính hãng xịn. Còn hàng học sinh thì mình bảo là hàng học sinh. Còn hàng real thì mình bảo hàng real anh em nhé. Ok, đó là cái ngoại hình của cây vợt. Còn về thông số của cây vợt à? Cây vợt này thì mình chỉ thấy có bản 4U thôi, chưa thấy có bản 3U. Thì sức căng tối đa của 4U là 12,5 kg, vẫn là 28 lbs. Và đây là dòng cán cầm 4UG5. Trọng lượng cái vợt này thì mình thấy nó là 83,5 g anh em nhé, 83,5 g. Thân vợt thì thuộc dòng trung bình, cứng trung bình, cũng không quá cứng đâu, dễ chơi anh em ạ. Trợ lực, nói chung là trợ lực. Đây chúng ta có thể thấy thông số của cái này, đó là flex, nó là flex medium, nó thuộc dạng trung bình nha anh em nhé. Đó, nó đều có thông số hết. Và cây này à, nó sẽ cho mình cái lối chơi như thế nào, nó sẽ phù hợp với người tay trung bình trở lên anh em ạ, không quá khó chơi đâu nhé. Còn nhiều anh em tay khỏe rồi thì cứ trêu cây này nó hơi mềm, nhưng rõ ràng nó sẽ, cây này nó sẽ định hướng cho phân khúc tầm trung anh em. Nếu anh em chơi ví dụ như mấy cây Yonex cao cấp phiên bản Pro ấy, thì chúng ta chơi nó bị quá cứng thì cái cây này lại là cực kỳ ngon. Ví dụ chúng ta chơi Adshock 88, Adshock 99 hoặc 100ZZ đấy, nó cứng thì chúng ta chuyển qua cây dòng này
Cái dòng này thì giá nó thấy nó khá mềm, nếu mà so với một số cây vợt cao cấp bây giờ thì nó chỉ ngang với giá của cây vợt bản game thôi nhá. À bản bản tour. À bản game thôi anh em ạ, nó chỉ xem với bản game thôi. Còn bản tour thì nó là cận cao cấp rồi, nó cao hơn. Đó. Anh em cái giá của cây này trên các trang web ngày trước nó mới ra thì là nó hơn 3 triệu cơ, nhưng anh em mà mua qua shop Mark thì chưa đến 2 triệu anh em nhé. Chưa đến 2 triệu anh em đã có một cây Yonex chính hãng, chơi cực ngon luôn và trợ lực rất tốt, đập rất tốt anh em nhé. Đó. Bởi vì mình nói thật là cái mấy dòng vợt cao cấp bây giờ mới ra của Yonex ấy, đắt thì có đắt, phải nói là đắt. Chất lượng ngon, có ngon. Nhưng nó lại không phù hợp với đa số người chơi. Chúng ta phải hiểu là vấn đề như vậy. Không phải đẹp, xịn, đã, ngon. Ngon ở đây mình không muốn nói, mình muốn nói là nó ngon với người chơi với trình độ như thế nào. Ví dụ những người mà tay trung bình mà đưa cho cây Atrox 188D 2021 Pro 2021 hoặc Pro 2024 đánh cứng như que củi, nó không phát được lực thì nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng cây Atrox Nectar này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với nhiều đối tượng. Về cái chất lượng của cây Atrox Nectar này mình nghĩ đánh tương đương với các dòng Atrox game của tour, Atrox tour của nhà Yonex nhá anh em ạ. Nó chỉ xem như nó chất lượng nó sẽ mình thấy ngon xem những dòng Atrox tour của nhà Yonex, nhưng cái giá của nó lại chỉ bằng dòng Atrox game thôi các bạn ạ. Mình thấy nó như vậy là nó quá ưu đãi rồi, cất rất ngon anh em ạ. Đây là cây nội địa, nó làm chất lượng sản phẩm, mức độ hoàn thiện sản phẩm rất tốt và nó làm phải nói là Yonex từ trước tới giờ rồi, thì cái về cái hoàn thiện sản phẩm của nó thì không chê được, kể cả những dòng giá đây, kể cả những dòng giá đây nó làm rất đẹp nha anh em nhé. Đó thì đây là một cái cây vợt mà mình nghĩ là các anh em nên cân nhắc xem mình có phù hợp với cây này không để anh em lựa chọn nha anh em nhé. Mình thấy cái anh em bỏ ra số tiền ví dụ như 4 triệu để mà sở hữu cây vợt cao cấp của nhà Yonex mới thì chúng ta có thể bỏ ra mua được hai cây này rồi đó, mà nó dễ chơi nhá. Còn tất nhiên anh em là tay khỏe thì mình nên khuyến khích, nên chọn chơi tốt rồi, chơi nhiều rồi mà có kinh phí mình nên khuyến khích anh em chọn dòng pro, nhưng cái số lượng anh em thế trong cái chơi cầu lông thì nó không nhiều, chỉ khoảng 30% anh em chơi cầu lông thì có cái vừa có khả năng về tài chính, vừa có khả năng về trình độ và thể lực để chơi những cây đấy anh em ạ. Thì cái dòng Nectar bây giờ nó ngày trước nó ra thì mình thấy giá nó mềm hơn, nhưng bây giờ giá của Nectar đã lên nha anh em nhé, đã lên. Nhưng mà nhiều shop bán trên 2 triệu tặng lưới, nhưng qua Mark Badminton thì các bạn chỉ mua với giá dưới 2 triệu nhưng chưa lưới các bạn ơi, mình bán chưa lưới nhá. Và hàng này không có nhiều nên anh em cứ nhanh tay lựa chọn. Ok anh em, đây cho mình nhìn qua anh em một cái cây vợt rất đẹp đúng không? Vẫn được sử dụng rất nhiều công nghệ, ví dụ dùng nano mesh nail của nhà Yonex này, vẫn được sử dụng các công nghệ ví dụ như rotational generator system, đó là cái công nghệ mà thuyết đối trọng cây vợt nó nặng đầu, nhưng ngoài ra nó vẫn sau các những cú công cầu phong cầu cây vợt nó lại hoàn về cái trạng thái ban đầu rất tốt anh em ạ. Đây là cái công nghệ trứ danh trên dòng NAS Atrox từ trước tới giờ rồi. Chúng ta thấy cái biểu tượng xoắn hai chiều này, đó là rotational generator system đó, và vẫn là công nghệ mở rộng điểm ngọt isometric và các công nghệ ví dụ như đũa vợt siêu nhỏ ultra slim shaft này, super slim shaft, hoặc là công nghệ graphite này, carbon hot mat rất nổi tiếng. Ok anh em, thì cái công nghệ này thì là đó là cái nhà sản xuất người ta viết nên, còn chúng ta chỉ là đọc ở cái mức tham khảo thôi. Nhưng nếu mà để mà nói về trải nghiệm của nó thì mình nghĩ là anh em phải cầm ra sân, anh em cầm ra sân anh em đánh thì anh em phải cảm nhận được. Còn về mình cũng đã đánh rồi thì mình phải cho anh em cảm nhận, và kể cả cái cảm quan của mình về một cây vợt. Ví dụ mình chỉ cần cầm cây vợt, mình kiểm tra độ cứng, mình kiểm tra thông số cây vợt, mình đo nặng đầu, rồi độ dài của đũa vợt, độ dài của cán vợt và cái hình thù của cây vợt là mình cũng đã có thể hình dung ra đó, cái cây đó nó sẽ phù hợp với lối chơi như thế nào và nó sẽ cho đường cầu ra sao. Thì đó là cái cảm nhận, cái cảm quan của mình nó theo cái kinh nghiệm của mình, do mình tiếp xúc với rất nhiều vợt và mình chơi rất nhiều vợt để mình đúc rút ra. Còn tất nhiên khi anh em, chính vì vậy mình mới là gọi là tư vấn bán hàng. Còn có anh em nào mà chơi ít hơn thì anh em sẽ có cái kinh nghiệm ít hơn đó, hoặc có anh em chơi nhiều rồi nhưng không để ý đến những cái chi tiết đấy
đó, ví dụ anh em chơi nhiều rồi nhưng mà anh em lại không chỉ để ý chi tiết, các em không, anh em không tìm hiểu thì thực ra là nó các em đánh theo bằng cái thói quen và cảm quan đó, còn còn mình thì là mình đánh vào cái số liệu thực tế anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video, nếu anh em cần thì cứ đọc cái thông số ở dưới phần mô tả video hoặc là liên hệ đến số điện thoại để dưới góc màn hình để chúng ta có những cái thông tin hữu ích nhất. Còn anh em nhớ đăng ký kênh Mark Badminton để có nhiều video hay hơn, có nhiều chương trình ưu đãi hơn nha anh em nhé. Ok, xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.